Nếu như trước đây chúng ta xác định Tây Nguyên cần ổn định để phát triển, thì nay cần ưu tiên cho phát triển để góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đó là một trong những gợi mở của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 18 tháng 1 năm 2002 và Kết luận số 12 ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên vừa được tổ chức vào sáng nay tại tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng các bộ ngành liên quan, thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ biên tập, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo 5 địa phương vùng Tây Nguyên, các chuyên gia, nhà khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12, dự báo tình hình quốc tế trong nước thời gian tới tác động đến phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng Tây Nguyên, xác định vị trí, vai trò, cơ hội, tầm quan trọng và ảnh hưởng của vùng Tây Nguyên đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng với vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia và cả nước, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên thời gian qua đạt kết quả khá toàn diện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2020 đạt khoảng 287.000 tỷ đồng, gấp khoảng 14 lần năm 2002, GDP bình quân giai đoạn 2002-2020 là 7,98%, cao nhất trong các vùng. GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,08 triệu đồng một người một năm, gấp 10,6 lần năm 2002. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ. Tuy nhiên, thời gian qua, phát triển kinh tế của vùng chưa bền vững, tăng trưởng kinh tế chậm lại trong giai đoạn 2011-2020 so với cả giai đoạn 2002-2020. Quy mô GDP của vùng thấp nhất trong các vùng kinh tế xã hội. Các tỉnh Tây Nguyên chưa tự cân đối được ngân sách địa phương, GDP bình quân đầu người thấp nhất trong các vùng, khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân tộc có xu hướng gia tăng, giảm nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo, cận nghèo lớn, nguy cơ tái nghèo cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ ngành địa phương đã có các tham luận sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, tâm huyết, trách nhiệm, có tính xây dựng, khoa học và giàu tính thực tiễn. Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm phát triển xác định Tây Nguyên là địa bàn chiến lược. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, trong đó phải chú trọng phát huy tinh thần tự lực, tự cường và đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nếu như trước đây chúng ta ưu tiên cho ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh để phát triển, thì bây giờ chúng ta lại ưu tiên cho phát triển để góp phần quan trọng vào cái ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh và đẩy mạnh cái công tác đối ngoại. Mục tiêu phát triển Tây Nguyên cần thống nhất đặt trong tổng thể các mục tiêu chung của cả nước, nó phải gắn chặt với nhau chỗ này. Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên kết hợp hài hòa hợp lý giữa các cái trụ cột kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Để xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên nhanh, bền vững và hài hòa, thời gian tới, Thủ tướng gợi mở 6 nội dung. Theo đó, thứ nhất là phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng, nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù để Tây Nguyên khai thác hết tiềm năng, hóa giải các thách thức, có giải pháp phù hợp và tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng, chú trọng xây dựng quy hoạch phát triển vùng, phát triển đô thị và bố trí dân cư phù hợp với các điều kiện đặc trưng của vùng về sinh thái, bản sắc văn hóa. Kết nối cứng về giao thông là rất là quan trọng. Thì chúng ta tiếp tục thực hiện các cái dự án, ngoài cái dự án đầu tư công ra chúng ta đã vừa được thông qua, Chính phủ trình và Quốc hội đã đồng tình cao, là cái dự án về cái đường nối Khánh Hòa và Đắk Lắk chúng ta đây, khoảng trên 80 km, thì chúng ta đã phải thực hiện thật nhanh, thì cái này liên quan đến hai tỉnh, đặc biệt là Đắk Lắk. Chúng ta phải kết nối Lâm Đồng với Đồng Nai, cái này một số vướng mắc của các ông chí chúng tôi sẽ giải quyết trong cái tuần tới này. Cái kết nối giữa Đắk Nông với Bình Phước và Bình Dương, cái này thì cũng đã đang bàn bằng cái hợp tác công tư. Các ông chí phải chủ động cái chỗ này, còn định hướng thì rất rõ rồi. Vướng mắc đến đâu thì ta tháo gỡ đến đó và phải tháo gỡ nhanh,
tháo gỡ kịp thời, tháo gỡ có hiệu quả. Gia Lai với Bình Định, cái này cũng đã gợi ý thảo luận rồi. Con Tum với Quảng Nam, Quảng Ngãi, cách tính thế nào, hướng tuyến thế nào cho nó nhanh. Cái trục cao tốc phía Tây nối 5 cái tỉnh thành này lại với nhau, nâng cấp các cái sân bay để kết nối với đường bộ với Lào, Campuchia, rồi các nước ASEAN. Cùng với đó là phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường. Thứ tư, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, quan tâm vấn đề dân tộc, tôn giáo, làm sâu sắc hơn các quan hệ hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng, khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Thứ năm, tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của các cấp chính quyền, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Thứ sáu, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bằng các biện pháp khác nhau, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực nhà nước và tư nhân, nguồn lực trong nước và ngoài nước, trên cơ sở trọng tâm, trọng điểm.